rồi rồi rồi, ok. Đi tập tạ. Trảm cái nó, trảm cái nó. Ok. Nhiêu tiền xe nói anh gửi em. Ủa? Anh Duy Nguyễn hả anh? Ừ anh nè. Trời chạy nãy giờ không để ý luôn. Hôm nay đi qua. Anh tưởng anh lắm luôn á anh. Anh biết rồi, bữa nay anh đi qua phòng nè. Thôi được rồi, nhiêu tiền anh gửi. Trời ơi, em fan anh mà. Thôi fan gì để làm chạy cực khổ mà. Thôi. Em bảo anh từ lúc mà cái thằng kia mà lúc anh chạy trước mạng tới thằng bảo vệ á, đòi anh 10.000 á. Có đòi 10.000. Mà im luôn, anh cho nó cái 100.000 rồi. Thì đúng rồi, thôi mình thôi giờ nhiêu đi anh gửi. Thôi anh ơi, nhiêu thôi anh ơi. Em fan anh mà anh cho nhiêu cũng được. Vậy thôi nè. Rồi được rồi, anh gửi tiền xe. Cảm ơn nha. Rồi. Chạy anh giỏi nha. Mốt tới phòng kia anh đóng tiền tạ nha. CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp. Thành công. Đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào em. Phòng tập mình tập sau đây em. Trả góp là không lãi suất. Quá trời gói luôn. Tại bên em thì có 4 gói là gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Thì nếu như anh đóng gói từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng thì em sẽ được tặng thêm buổi tập cũng như là buổi VT. Rồi ở đây ta mua gói nào nhiều em? Dạ, gói 3 tháng là nhiều. Gói 3 tháng là nhiều hả? Rồi là làm cho anh gói 3 tháng đi. Rồi làm liền cho anh gói 3 tháng nha. Dạ, anh cho em xin họ và tên của anh. Anh tên là Duy Nguyễn em. Dạ, anh Duy cho em xin số điện thoại nha. 1900 2050 em. Wow. Rồi ở đây mình có bán súp không em? Có anh. À đây đúng không? Này súp đây. Bên mình có bán trang phục tập luyện không em? Quần áo hay là khăn có bán không? Khăn có hả? Dạ khăn thì hiện tại là hôm qua là có các vợ mua vừa hết. À rồi ok được không sao. Có gì em nói sếp em qua BBT nhập khăn về bán đi chứ. Dạ. Không có khăn. Rồi ok. Anh lấy một hũ này. Dạ. Anh lấy một hũ này nha. Dạ. Có bán bình lắc không? Dạ có luôn anh. Rồi. Đâu bình lắc nào đâu em? Này anh mua đây có tặng gì không? Có tặng mình lắc tặng gì không? Dạ cái này thì mình lắc là tụi em tặng kèm chung với sức khỏe. Rồi cho anh cái bình anh pha anh uống. Yes. Rồi ok cảm ơn em. Rồi cảm ơn em nha. Rồi cho anh tính tiền nha. Rồi gói 3 tháng với cái này. Anh ở đây có quẹt thẻ không em? Dạ có anh. Rồi em quẹt giùm anh. Nha, anh quẹt em anh thẻ này. Cho anh mượn cái viết, anh ký tên. À, xây cái viết nữa hả? Rồi 2.3 đúng không em? Rồi, 1 chữ. Rồi, 2 chữ. Rồi 2.3. Muscle feel. Rồi. Là để em bóc pha chanh. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi em rửa nhưng mà pha em bỏ cái này đi nha. Dạ em hiểu. Em bỏ cái này với em rửa cái bình giùm anh cái. Rồi cảm ơn em. Đây. Rồi Minh ơi. Mày trốn đâu rồi? Công nhận tiền nó trừ nhanh ghê mấy bạn. Tiền nó trừ nhanh ghê. Giờ hết tiền rồi. Không hắc nha mấy ba. nhiều bạn nói là mình giỡn, không phải giỡn, mình làm đích thiệt không á. Rồi em cứ làm thủ tục đi. Ủa trong phòng này có nào tên Minh Lâm không em? Dạ có anh. Dạ anh nói là anh bạn đó. Dạ anh nói là sếp của em. À vậy hả? Dạ anh đang có đây luôn. Rồi cho anh gặp Minh cái. Dạ chào á. Rồi chào Minh. Lâu quá gặp rồi. Dạ. Lâu quá rút em khai trương, giờ anh bận hai phòng kia chưa qua được, bữa nay mới tranh thủ buổi trưa qua. Ông nội ơi mày mở cái phòng gym gì đâu mà cái hẻm nó cấm xe hơi tao đi không được. Ồ quá là phải đi thằng gáp kia.
mới bị nó xu 500 ngàn luôn, thằng đó nó điểu, cũng điểu bà cố luôn, vô fan này nọ các kiểu đồ dơ, ôi anh cho nhiêu cũng được đồ. Cái màn mà thầy cho nhiêu má cho thua. Thầy dính lắm. Ừ. Có giá cố định đi. Hôm nay qua gặp mày mừng ghê á, phòng đẹp á, đẹp phòng cũ nhiều. Đúng là dạo này lên rồi. Ở vòng vòng giới thiệu coi có gì mới không? Em bố trí nguyên khu này là dinh ảnh. Ở khu này cái máy này bên phòng 6 mang qua đúng không? Dạ, đúng rồi. Ờ, hình như cái khung sắt bị bỏ rồi vậy. Nó có khung sắt ở ngoài nữa mà đúng không? Đó là... Máy sử dụng luôn. Em để gì cho nó chống. Máy quá trời luôn, tao nói thiệt á. Em còn dẹp bớt nữa. Nhiều máy quá trời máy luôn, tập là vô tư. Đùi điếc đồ kinh khủng. Ừ. Xong rồi bắt đầu tới. Máy Mỹ đế luôn. Dạ. Máy Mỹ đế luôn ha. Máy kế thừa của THOL ngày xưa. Phòng này chắc từ tầm 5 giờ chiều chắc khỏi tập luôn. Đúng không? Phòng 5 giờ chiều vô là khỏi tập luôn. Người ngồi trên máy giữ máy luôn. Ha ha. Pro Foreman Plus. À xin xò. Có PT luôn à. Này 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 lính này PT vậy? Dạ, khách tập á anh. À khách tập á hả? Dạ. Không, phòng này nè. Này là PT của em. Ờ, à, này như là fan anh nội đã đi vậy kìa. Đó, đúng rồi, kickboxing nữa ha. Xịn rồi, tao nói thiệt cái phòng này là ngon rồi, đồ cũ. Tao hát của lời xưa đầu tư là rất là bài bản. Cardio đồ. Ủa nãy giờ đi không thấy toilet đâu chưa vậy? Dạ, nhà vệ sinh bên đây nè. Bên đây hả? Bên đây luôn. Trời ơi, nói chơi. Trời ơi, cái bảng bự dễ sợ luôn. Má ơi, rách rừng. Bảng bự dễ sợ luôn. Mày là quy được chuẩn chỉ quá ha. Gym phục vụ cuộc sống mà anh đâu có để cho tùm lum tùm la vào được. Ủa vậy cái 535 này Hải Nguyên này là em đăng ký công ty bên này hả? Dạ đăng ký ở bên quận 11. Công ty của em nằm quận 1 đúng không? Và mấy anh chi nhánh là ở đây là một chi nhánh nè, ở đây là địa chỉ nhiêu? 240/21 Nguyễn Văn Luân. Ờ, rồi. Còn cái nữa là cái đường mua cho bá nhưng mà xe hả ta? Dạ xe á. Rồi còn cái Bình Thạnh nữa. Còn cái Bình Thạnh nữa. Rồi tao thấy một đống thằng Muscle Field gì Sóc Trăng rồi Cần Thơ gì nhóc luôn mà. Dạ đúng rồi anh. Rồi đi toilet cái đúng không? Trời ơi má ơi cầu thang. Công nhận mấy ông nội Việt Nam mình nó làm nhà là lạ ha. Khu bên kia không bỏ toilet luôn mày. Má toilet chơi nguyên đường chà bá vậy luôn hả? Đó. Rồi. Ở đâu cũng có đội quy. Đúng rồi, đâu cũng đội quy thiệt. Má nhiều khi mình mướn nhà người ta cái nhà mình thế. Được mang sức lậu. Ờ, ông có nhìn như thùng thuốc nổ. Mày làm toilet đẹp ta. Trời ơi mày mở đèn cho sáng à. Bồn tiểu mà chơi cửa luôn hả? Dạ. Thôi. Quá tao đi nhiều chỗ tao mới thấy cái bồn tiểu mà chơi cửa luôn nha. Nội mẹ bồn tiểu mà nó chơi cửa luôn mấy bạn. Lỡ bị tao nhìn lén sao? Ai nhìn. Quá. Quá giờ tao không biết bạn đi dịch vụ bạn gặp sao chứ tôi gặp bồn tiểu mà chơi cửa tôi sốc lắm luôn á. Đèn 3 chế độ. Ờ. Tủ locker này nọ kia. Thôi được rồi, xuống uống súp tập. Cái bên là nữ á anh. À. Thôi nữ coi chi ba. Có rộng lắm. Rộng lắm hả? Dạ. Nữ coi chi ba. Rộng lắm hả? Nhờ chơi úp sọt coi nữ luôn nha. Thằng này biết tôn trọng phụ nữ mấy bạn. Thằng này biết tôn trọng phụ nữ, phòng nữ rộng phòng nam nữa. Bàn trang điểm nè. Lỡ rồi bỏ hai cái máy xế tóc luôn đi ba. Có anh mấy bạn chưa có đem lên. Đem phòng thay đồ. Dạ. Đồ phòng thay đồ riêng rồi nữ riêng. Cái này hồi xưa em thuê là chủ nó làm sẵn cho em hay là em vô làm lại? Dạ em làm lại hết á anh. Ồ cũng làm lại hết luôn hả? Dạ. Yeah. Cái phòng ở trong đây là cái phòng trong. Vậy đầu tư cũng hơi nhiều ha. Cái này tường luôn. Dạ, xây tường luôn hả? Xây tường. Ngon rồi, đồ thấy mày làm ăn bài bản gì anh cũng mừng. Giờ chỉ dài. Thôi nói chung chỉ dài đó thôi chứ giờ cũng bận quá trời rồi em coi được gì coi dạ, học dạ, được dạ, gì học thôi chứ giờ quá trời quá đất. Nhưng mà được có một cái là cái dàn máy cũ của anh luôn xả. Wow. Anh là tật anh chơi đồ mới không á, nhiều khi mình thích chơi đồ này á cái mình đổi đồ quá cái đồ cũ á thì mới em mở phòng nữa. Ừ. Được á.
Được, dư sức. Đồ giờ không lo nữa mày ơi. Rồi đi xuống. Như vậy là đằng sau là phần thưởng là toàn là túp túp không rồi. Đúng rồi. Ví dụ mình chơi hai em không được thì mình chơi middle em. Wow. Middle em đó là con đối Việt Nam mình là cũng ngạo nghễ rồi. Yes. Chứ còn hai em thì nó đắt quá. Hai em nó thật sự nhiều khi 100 ngoài 1 cái, 100 triệu 1 cái bỏ vô nó có tính toán phân khúc khách hàng của mình nằm đâu nữa. Anh nhưng mà mấy cái cao cấp nhất luôn á thì cũng phải trang bị một số cái máy quan trọng chứ. Đúng rồi. Nhưng hai tay á, hai tay là tập được mấy chục bài luôn, đem đó thay cho crossover, crossover giờ lạc hậu rồi. Quên, con nữ ta giận. Ủa em tập chưa? Tập rồi hả? Tưởng đâu chưa tập chủ tập trung. Ví dụ như anh đi qua anh thăm cái phòng của em á, là nó hồi tưởng là cho những kỷ niệm ngày xưa. Đó. Anh có được ngày hôm nay á, thì nó phải từ ngày xưa nó đi lên. Đúng không? Giống như những cái giá tạ mà anh để trong đó đó. Rồi ngày xưa anh cũng phải ngồi anh tìm hiểu, anh suy nghĩ này nọ, anh nhập, anh phát triển. Mà thậm chí những cái máy này nè, những cái máy này là những cái máy đời đầu. Và bây giờ anh vẫn sử dụng những cái máy này lại bên Bình Tân. Nó là những cái gì, nó là kỷ niệm. Thì anh sẽ tập những cái máy nó kỷ niệm nhất, chứ không có là tập bài gì, không có là tập buổi gì hết. Anh chỉ muốn tìm về kỷ niệm thôi. Nhưng mà anh rất vui là em là người giữ lại những cái kỷ niệm đó cho anh. Giữ lại những kỷ niệm đó, giống như là những cái gì của ta, có lời ngày xưa hay là nó like ngày xưa, em giữ lại những cái máy này rồi em cũng lấy những cái câu khẩu hiệu, những cái triết lý nó gần gũi, nó làm cho anh có một gì đó nó xúc cảm đó. Nên ngày hôm nay anh đâu qua đây anh quay cái clip là không phải diễn khí khô vậy đó, nó rất là thật, nó rất là đời đó. Hiện tại anh hết bình lắc để cung ứng cho đại lý, nó tồn tại khoảng chừng gần 10.000 cái bình lắc nó bị lỗi ron này thôi, nên lắc nó sẽ hơi ra nước. Nên đại lý bây giờ là tất cả đại lý hầu như là cứ chụp giật ở ngoài thị trường sống qua ngày nữa. Đây là một trách nhiệm của BBT. Thì các bình này thì không thể nào nó chất lượng được như là bình của BBT rồi. Nên cũng rất nhiều anh em trên mạng phản ánh mua súp chỗ này chỗ kia, nó có bình này bình nọ, tùm lum tùm la hết. Thì đây là tình trạng chung của BBT. Đó, và trong thời gian sắp tới khoảng chừng một tháng nữa thì BBT đã làm 100.000 cái bình lắc mới. 100.000 cái bình lắc mới mà nó là tặng thôi chứ không bán. Lúc đó là đại lý thương hiệu sẽ có sự bù lỗ cho các bạn nha. Đừng ngạc nhiên là thắc mắc nha các bạn. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.